cả nhà. Bữa nay là ngày thứ hai Hailey ở đây vô duyên lắm cả nhà. Mới vừa check in lên hotel cả nhà, mới vừa trả tiền để nhận phòng cái là Hailey bị bệnh đó cả nhà, bị cái bệnh của Hailey hành đó. Hailey nhức nhức nó hành tới bây giờ luôn, qua ngày thứ hai. Đáng lẽ là giờ này là đi chơi rồi cả nhà, mà nó nhức nó hành Hailey. Hailey nằm ở đây luôn, không biết khi nào nó mới hết hành Hailey, Hailey mới có thể ra ngoài được. Ngày mai là đi về cả nhà, mà thấy cuộc đi chơi này uổng là vì Hailey cả nhà. Hailey chỉ nằm đây thôi, ngủ uống thuốc cho ngủ đi cho qua cơn đau rồi cả nhà, chứ không có đi được. Đáng lẽ là Hailey cũng phải, hôm nay là Hailey hẹn một người chị bạn của Hailey, quen hồi mười mấy 20 năm rồi, là hẹn gặp ở đây lúc 3 giờ chiều nè, mà bữa nay chắc Hailey cũng không gặp được chị luôn á nha, tại Hailey nhất không ra được nổi, chỉ biết nằm đây thôi à. Mới đầu nghe nói chữ resort ở đây mình nói trời, lần đầu tiên là nhớ giờ mình chưa được ở resort. Mình chuyến này mình chịu tiền chút xíu mình ở thử làm sao. Vô Hailey cũng thấy xong mà resort đây nó bình thường á nha, nó không giống như resort ở Việt Nam. Ở Việt Nam đẹp như mơ, ở đây mới thấy bình thường. Có cái phòng khách bự thiệt là bự thôi à, rồi cái có thêm phòng cái bồn tắm kế bên giường ngủ, hai giường ngủ thôi à. Đó, còn Hailey ngủ bên kia. Vợ chồng Hailey tắm rồi, anh chuẩn bị anh đi chơi mình ảnh. Hailey nằm đây rồi, còn Hailey thì nó thức nguyên đêm, giờ thì nó ngủ cho nên Hailey nằm ở đây với con Hailey thôi. Đúng là cuộc đi chơi nó uổng gì đâu. Hailey gắng nói chuyện vài phút tâm sự với nhà xem thôi, chứ bây giờ những chất chị hết nói với nhà ơi. Bye cả nhà, cả nhà. Rồi cả nhà thấy công nhận cái này giỏi của cả nhà, tuy là bệnh nhưng mà vẫn ngồi dậy gắng đi ra đường với gia đình cái. Tại vì thấy mình ở đây có một ngày mà không ra đường với gia đình thấy tội lỗi cả nhà, cảm thấy tội lỗi chán ngoài vậy là mà là mặc ra đường chơi gia đình xíu. Trời công nhận hả, cái thời tiết ở tiểu bang này Ba Đà này cái nhà nó nóng ha, cái nhà biết Việt Nam nó nóng mình còn ra đường được đúng anh, nó không có cái kiểu này nó ở Việt Nam á, nóng mà ra đường chứ nó có gió ha. Còn ở đây cái kiểu mà nóng sa mạc đó nha, 100 hiện tại là 110 độ nha, nhưng mà tại vì xem độ trong garage thì nó mát hơn, còn ngoài đường thì nó hơn là nó trăm mấy chục độ cả nhà. Trời ơi nó nóng cái kiểu mà giống như cả nhà mà đốt cái chỗ lửa mà cả nhà ngồi ngay chất lửa luôn, cả nhà nó nóng cái kiểu nó phục như mặt mà nó nóng cái đó đó nha, còn Việt Nam đâu có nóng cái kiểu đó đâu. Bởi vì bạn của Hailey á ở tiểu bang này nè, Si đang đi làm đây nè, Si nói á, ban ngày Si ở trong thằng casino làm thôi, ban đêm mới ra đường chứ ban ngày là làm chịu không nổi luôn. Cái nhà mà ở trong casino cái nhà ơi nó bự mà AC nó đầy luôn anh, trong ra trong đó AC chắc tốn tiền lắm anh ơi, một tháng là chắc có mấy chục ngàn đô quá hả. Tại vì ở, với là ở đây nhà nó ở đây điện rồi không có tốn tiền nhiều nha cả nhà, tại vì họ trả cho mình nó trơn á nha. Mình ở đến đó ở trong mà hả cái nhà biết không, trong casino hả nó lớn nó nổi mà Starbucks hả, mình cứ đi 2-3 tiệm là có một cục Starbucks, mình đi 2-3 tiệm nó có một cục Starbucks ở nhà. Còn ở cái nhà mình đi chỗ nào mệt, chỗ nào mệt nha, ngồi thấy Starbucks cái là mình vui à, ngồi ôi vậy á, không biết sao nó ngồi kỳ á, mình gặp cái quán cà phê quán Mỹ là mình vui à. Bây giờ hiện tại thấy thì đang đi Air Force Base đi nha, cái chỗ shopping của lính á. Mình đi tiểu bang này tiểu bang nọ nhưng mà cũng phải đi mấy shopping của lính coi nó khác sao cho nó cái gì anh, cái nó cái trang cái gì Air Force nó cái train cho mấy cái ra mấy cái hotel cái hotel hả, là mấy cái người mà mấy cái người mà gamble là đi là chảnh không. Yeah nhà không đi bộ đi bộ. Trời ơi, từ cái casino này mà đi qua cái chỗ ngủ của họ mà cũng có cái no, trang. Okay. No, different casino, all the same group. Yeah. And the Baltic Casino Mandalay Bay is a little different too. Trời ơi, nhìn cái con đó là con chịch tên, nó con tên gì Sphinx. Quá nè. Hả? The Sphinx. Ồ. Giống như trong phim của Mỹ anh. Yeah, Egypt. Mà tại sao nó là ở đây nó tượng trưng cho Egypt anh hả?
And it's the theme. It's a theme. Oh, sao hãng hả? Yeah, there's like a there's like a New York theme sound. We need to drive there at night so you can see them. Mình phải đi tối mình em mới thấy rõ, thấy hết. Ồ, cái cảnh này đẹp quá, anh quay trong này đẹp quá hả, cảnh à. Rồi nó cái cách mà nó trồng cây hai bên đường đẹp quá. Đó bỏ phải. Đẹp quá cả nhà. Hôm nay con gái mặc đồ đẹp quá. Nóng không con? Bây giờ tụi nghèo nhỏ không? Chịu không nổi luôn á. Bị tan chảy rồi, chảy rồi. Tan chảy. Nó cái stadium nó lớn hơn. Yeah, I think that's basketball or something. Oh, football, yes. Cô chú thấy giống cây khó này không? Thiệt lớn lên nó thành mấy cái cây palm tree vậy nè, nó lớn lên thành vậy. Ở đây nhiều palm tree lắm á. Mà một cây gì mắc lắm nha cả nhà, hả? Một cây gì mắc nhiều lắm á. Này vô chung cư. Hey, no recording. There's a phone right there. Where? That's daddy's favorite gong, right there on the right, the small one. Hey, look, Tom Cruise jet right here. Đây là căn cứ của mấy người hàng không nha cả nhà. I don't even know where to go for an exchange, dude. As well die. Nói không hỏi lắm. He said there's signs. I don't see no signs anywhere. I'm just gonna drive till I figure it out. So this is Barrick, so I'm assuming he's not here. This is a club. Probably where the officers are. Yeah. Rồi, tới exchange rồi cả nhà ơi. Bây giờ chạy vô thôi. Tại vì nóng, nắng quá, nắng rồi. Vì đâu mà nó có mấy cái palm tree ở ngoài đường xá dài nhiều. Mà trong cái chỗ đầu xe mình cần có mấy cây để nó che nắng. Mà nhất định không có một cây luôn. Nè cả nhà nhìn là nắng muốn chết mà không có một cây để che nắng luôn. Nó bự hơn á, biết không? Dạ, yeah, Haley có hai cái iPad. Còn Haley giờ nó dành hết cái, giờ Haley phải kiếm một cái mua nữa cả nhà. Em muốn cái nào? Hả? 512 GB, 1 TB, 2 TB. Càng nhiều càng tốt rồi, em store nhiều đồ. Nhiều gì? Chụp hình đâu có được đâu. Mình được mà nó đâu có đẹp bằng cái. Đâu có, em save rất là nhiều hình để buôn bán á. Mình hiểu chưa? Đăng hình buôn bán anh save nếu là tiền chứ không phải là chụp hình. 512 GB is 1400, right? Uh-huh. But 128 is 1100. 256 is 1200. This is 12.9. Do you want 12.9 or do you want 11 inch? Để em coi coi. Bác sĩ chấn ngâm mấy giờ con? This is the big one right here. Bác sĩ mới mình nên mua cái nào, cái bự cái nhỏ? Which is your mommy yet? Cái bự cái nhỏ con. Bự hả? Còn bác sĩ bữa nay mặc đồ đẹp không mà coi chứ? So 2 terabyte is $21.99. đứng xa coi mò đồ cho mấy mày coi coi. Mò đồ coi. So cute. No, you pulling the straw. Rồi nhanh gọn lẹ lắm cả nhà ơi, vô coi là mua quất liền rồi chứ không có đợi nhanh, không có đợi chậm gì hết á. Mua chiếc này hãy đi xài thử cái iPad Pro cả nhà, tại cái nhà là iPad Air rồi. Bây giờ hãy đi mua Pro, nhưng mà hãy đi mua loại nhỏ chứ loại bự quá cầm nặng lắm cả nhà, hãy đi không có cầm nặng được.
mua cái nhà. Ông này hồi xưa cũng là lính cái nhà. Bây giờ ông nghỉ rồi, ông như đang làm. You do see the gray in his beard, right? That's what that thought implies. And because I'm a, because the screen demands it, would you like to put AppleCare on this? You have 45 days. You have 45 days to do it if you don't want to do it today. I'm only going to get insurance. Không khỏi mệt. Just in case anything happens, I'll cover it. It's okay. Mấy cái máy móc mà trong tiệm lính đó cả nhà. Đỡ một cái là mình không trả tiền thuế. Thế tự nhiên cái máy của Hải Lị đó. Anh cho coi cái iPad của anh. Anh cho coi cái iPad của anh. Cái này á, thế tỷ 900 hả anh? 900 đúng không? 900 dạ, 900 cả nhà, mua ở ngoài là trả tiền thuế 10%, đó là cả nhà phải trả thêm 90 đô nữa nha cả nhà. Còn trong đây là 900 là 900 mà chứ không có thêm thuế nữa cho nên sướng là mình mua máy móc cái gì mà mắc tiền trong đây là sướng đó đó cả nhà. Nó tới này đồ nhỏ cũng vậy, nó 200 đô là mình không có cần trả 10 đô vậy đó, thì nó rẻ. 900 đô thì 90 đô. Tại vì Hayley có hai cái, Hayley cũng xịn lắm. Một cái để trên giường nằm chơi, một cái để trong nhà tắm. Tại Hayley ngồi cọc tiêu á, Hayley cũng mua coi máy móc rồi đó. Hồi lúc trước thì định để cái tivi trong nhà tắm, nhưng mà để tivi trong nhà tắm thì thấy lúc mình tắm cái hơi ẩm nó lên sẽ hư tivi, cho nên Hayley cũng mới mua thêm cái iPad để trong nhà tắm để dành ngồi coi. Rồi bây giờ cho cái trong phòng ngủ thì con Hayley nó hay lấy chơi, nó có cái riêng của nó rồi, nhưng mà nó lấy thêm cái của Hayley nữa. Của nó là Samsung, của Hayley là Apple. Nó chơi hai cái luôn. Hayley mới bực quá, tại mỗi lần mà mình cần xài nó cứ lấy hoài à. Mà mình không cho nó lấy thì tội con mình, tại mình cũng thương con mình, mà con mình đòi mượn chơi thì mình đâu có không cho được. Thì cái tặc bá của mượn hoài thì Hayley mới hơi bực quá, giờ mua cái khác luôn đi, cho nó cái đó luôn đi. Cũng không có giàu có gì đâu, cả nhà 12 tháng không tiền lời thì mình cứ mua đúng 12 tháng, cứ tháng mình đóng 100 đi. Rồi 10 tháng là xong rồi, 9 tháng là xong rồi 900. Chứ không phải là Hayley giàu có, Hayley mua đi nha cả nhà. Này là trả tiền góp nha, bên Mỹ cái gì cũng góp hết. Mua cái bóp này nè cả nhà. 10%. We can go to today, right? Yeah, 10% today. For clothing accessories. We'll see. We'll see if this is included. Mm-hmm. Oh yes. Okay. Let's go to jewelry. Do I follow you? Yeah. Okay. That's the only place. We can. Này. Đựng cái. Yeah. Even just for a bag, I like. Yeah. That's to me a bag, just like plates. Vô đây mua được hai cái món bự bự á, ổng cầm nó cái nhà là hết tiền luôn, là sạch sẽ luôn rồi đó. Hai món nó là hết 2,000+ của Hayley đó cả nhà. 40 mấy triệu. Hai món là 40 mấy triệu. They have yellow, orange, blue, red. Vô đây là mua một đống nước này luôn cả nhà, hiểu tại sao không? Tại vì mấy chai cứ 15 đồng. Mỗi chai nhiêu? Mỗi chai nhiêu? Hả? Mỗi chai nhiêu? Đồng 75 cent. Ừ, trồng 75 cent đằng kia 4 đồng với 6 đồng một chai. 4 đồng tiền đổ xăng, 6 đồng tiền casino. Bán mắc dễ sợ cho nên vô đây mua đống nước ở nhà để dành uống. Yeah. Chưa bao giờ mua nước để trữ như vậy cả nhà. Ghê chưa? Vô đây mua đống nước để dành á. Cái bán mắc á. Ờ hả? Flamingo, that one's famous too. All right, so right two lanes to turn right onto Las Vegas Boulevard South. Chịu vậy nói. Chiều mình đi bộ xuống đây nè, the strip. Building bự bự không, mấy nhà ơi. Continue on Las Vegas Boulevard South for 1 mile. Casino là bự không, mấy nhà. See, look here, Eiffel Tower. See, đẹp hả? Đẹp hả? Mình đi bộ, tối mình đi bộ đây nè, down the whole strip. Wow. Giờ này mát, người ta đi bộ hết kìa, thấy không? Không. Ngủ hả? Học mà giờ đi đâu nữa? Giờ này mát, người ta ra đường, người ta đi bộ thôi nha. Yeah. Buổi chiều thì nóng, giờ này mát rồi.
Wow man, I want to đi bộ giờ này too. Nó còn sáng mà nó không có nóng nhiều ha. Tắm tối giờ tắm. Giờ đi bộ. Xấu với mày ha. Yeah, these are mall, look, the shops. Mall này cực Miracle Mile lắm shop luôn. Yeah, ở trong á. Wow, dài ha. Mall bự lắm luôn á. Yeah. Trời, đi sao nổi. Yeah, go walk in Panda Express, all the stores inside. Trời ơi, nhìn quá trời luôn. Bự không? Em thấy ở đây nó giống như Louis Vuitton kìa, vô không? Giống như Tiffany kìa. Trời ơi, Louis Vuitton bự kìa. Fendi, Tom Ford kìa. Here, this is it, this is the mall. Yeah, mall, trời ơi. Dolce & Gabbana. Fendi, Tiffany nữa các anh. Dolce & Gabbana, Gucci nữa nè, bự không? Hey, chắc đậu xe đâu vô không? Không biết đậu xe đâu nữa. Đi giờ hả? Nổ, nó đang ngủ sao đi được. Mà sáng nay tính đi bộ tới đi, tới Target mua viên cho em mà thấy nóng. There's a castle and then... Cảnh nó giống như là cảnh giả vậy, có nhà tới đi trang cảnh giả vậy. Cái mấy cái building của nó làm giống như là hotel mình... của mình nên. Mà nó trong một cái cảnh giả vậy. In 1000 feet, turn right. Ở castle. Hắn không thấy castle. Khách sạn có hai lễ trong này nha. Chỗ ở. Resort trong này. Resort ở đây nó không giống Việt Nam mà Việt Nam đẹp chết ở đây bình thường. Ở đây cứ vô trong hai cái giường. That's why Mỹ người Mỹ qua bên đó đi chơi hết không? Cái này just đi gamble ở đây nè. Việt Nam mình như top một resort is super like a dreamland. Nó đây gì đâu mà kinh vậy. Man, I want to go down to the mall right now, but I think they close soon. It's 6 o'clock already, huh? Yeah, they close. Lì ở trong đây nè. I picked this whole super resort star. Because cái swimming pool nó không có bad. The Mandalay Bay cái này is nicer. It has a beach and a pool and everything. Like the one you go in a circle. Nó có hơi.